không hiểu sau này con cháu ta có còn nghĩ đến dệt 83 đã có một thời oanh liệt ấy, đêm ngày vật lộn với 3K. Những câu thơ hoài niệm về thời hoàng kim của nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 được bà Thúy, một trong những nữ công nhân đầu tiên sáng tác. Năm nào cũng vậy, để ôn lại những ngày tháng của một thời tuổi trẻ sôi nổi, bà Thúy lại cùng với những cựu công nhân nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 ngồi lại bên nhau. Khi đó, họ là những người chị, người mẹ không quản ngày đêm bom đạn, cùng nhau miệt mài sản xuất, cho ra đời những sản phẩm dệt may công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Tôi đi làm của nhà máy dệt 83 từ 57 tuổi, cho đến bây giờ tôi đã 77 tuổi. Bắt đầu vào nhà máy, bước vào sản xuất thì rất là khó khăn, bởi vì nhà máy thì mới xây dựng được có 4 cái máy sợi và 100 cái máy dệt thôi. Thế thì công nhân có khi là chỉ 2, 3, 4 người đứng một máy. Thế nhưng mà cái tình đoàn kết nó rất là gắn bó. Chúng tôi cái thời ấy thì cũng hãy còn trẻ, mà nhất là công nhân và học nghề chỉ 18, 20. Cho nên cái Tết đầu tiên thì huy động cán bộ công nhân của nhà máy là không ăn Tết và ở lại làm việc. Thế mỗi để tăng năng suất lao động, thêm một cân sợi, thêm một mét vải là một viên đạn bắn trúng vào đầu kẻ thù để mau chóng đến ngày thống nhất. Đấy, khi những cái lời đó, những cái lời động viên đó đã thôi thúc, đã thúc đẩy những chị em công nhân chúng tôi và vui vẻ quyết tâm ở lại làm việc. Để ghi dấu những kỷ niệm vàng son một thời của nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, phố mùng 8 tháng 3 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt tên vào năm 2010. Đặt tên phố mùng 8 tháng 3 cũng là cách để ghi nhớ về những thế hệ phụ nữ đảm đang tháo vát, hết mình cho những hoạt động chiến đấu sản xuất. Tôi cảm thấy rất tự hào đã có cái đường phố mùng 8 tháng 3, nhà trẻ mùng 8 tháng 3 và chợ 83 thì con cái nó cũng phải hỏi nhau tại sao có như thế. Để được gợi lên tất cả những cái tự hào là bố mẹ mình đã làm ở nhà máy dệt 83. Và chúng các con cũng hãnh diện là bố mẹ trước đây đã làm nên những cân sợi và mét vải để gửi ra chiến trường và phục vụ nhân dân. Trên con phố mùng 8 tháng 3 tấp nập ngày hôm nay vẫn còn thấp thoáng những cô gái dệt năm xưa. Dù tóc đã ngả màu, nhưng những ký ức về nhà máy dệt vẫn còn sống mãi trong tâm trí mỗi khi ngày mùng 8 tháng 3 lại về. Giờ đây chị em đã về già, đến ngày kỷ niệm 8 tháng 3, khơi động nỗi nhớ nhà máy ấy, máy chạy reo vang lẫn tiếng ca.